Người trở về từ năm 2045, chỉ đích danh Tổng thống cuối cùng của Mỹ. Đầu năm 2019, thế giới chứng kiến nhiều hơn sự xuất hiện của UFO. Tới năm 2020, một con robot sẽ gây nên một làn sóng tranh cãi trong công chúng, Action nói. Năm 2028, sự tồn tại của người ngoài hành tinh sẽ được tiết lộ tới công chúng. Một loại tiền tệ kỹ thuật số sẽ ra đời, tiền mặt sẽ biến mất. Adam Action, người tự nhận đến từ năm 2045, đưa ra hàng loạt tuyên bố về các sự kiện trong tương lai. Nhà du hành thời gian tiếp tục câu chuyện với những sự kiện diễn ra trong vài thập kỷ tới trước khi tiết lộ nhà lãnh đạo cuối cùng của nước Mỹ. Tổng thống cuối cùng của nước Mỹ sẽ là Yolanda King. Cô bé sẽ là tổng thống tốt nhất mà nước Mỹ từng có, Action cho hay. Yolanda, 10 tuổi, là cháu gái của nhà vận động nhân quyền Martin Luther King. Cô bé trở nên nổi tiếng với bài phát biểu trong sự kiện Biểu tình vì cuộc sống của chúng tôi tại Washington năm 2018. Nhiều người tin rằng Yolanda chắc chắn sẽ trở thành nhân vật có tiếng trong tương lai khi có thể đưa ra quan điểm sắc sảo chống lại luật sở hữu súng đạn dù mới 10 tuổi. Tuyên bố của Action khiến một số người liên tưởng tới lời khẳng định Yolanda là người kế nhiệm Tổng thống Trump của một người tự nhận là nhà du hành không gian khác đưa ra hồi tháng 8 2018. Knott, người tuyên bố trở về từ năm 2030, nói rằng cháu gái của Martin Luther King sẽ kế nhiệm Tổng thống Trump và là người trẻ nhất tuyên thệ nhậm chức khi mới 21 tuổi. Theo luật pháp Mỹ, các ứng viên tổng thống buộc phải trên 35 tuổi, nhưng Knott khẳng định rằng luật này sẽ được gỡ bỏ khi Yolanda đắc cử. Trúng số 22 tỷ, người đàn ông mua xe và đổi luôn cả vợ, nhưng cuối cùng lại bị kết án 22 tháng tù. Người đàn ông Nghiêm Mỗ Lâm, 32 tuổi, sống ở thị trấn Thường Lạc, Bồng Khê, Tứ Xuyên, cũng từng trúng số độc đắc 6,69 triệu tệ, khoảng 22 tỷ đồng. Nhưng thay vì cùng vợ con chia sẻ số tiền thưởng lớn ấy, Mỗ Lâm lại lựa chọn cách làm khác vô cùng mới lạ và độc đáo. Người ta thường nói, giàu đổi bạn, ràng đổi vợ, quả không sai với người đàn ông này một chút nào. Đầu năm 2008, Mỗ Lâm quen và kết hôn với Khổng Tử Lan. Đến năm thứ hai, họ sinh một bé gái và kết hôn vào cuối năm 2011. Đầu tháng 1 năm nay, Nghiêm Mỗ Lâm bất ngờ trúng số độc đắc. Tuy nhiên, sau khi nhận giải, thay vì về nhà chung vui với vợ con, thì Lâm lại bỏ đi biệt tích. Vợ con đi tìm chẳng thấy, Lâm cứ thế biến mất khỏi Thường Lạc. Theo Sohu đưa tin, Mỗ Lâm sau khi trúng thưởng 22 tỷ đồng, trừ đi tiền thuế đã cầm toàn bộ đến Thành Đô. Anh kết hôn với một người phụ nữ khác tên Nghe Lệ Lệ và sinh một bé gái. Khổng Tử Lan một mình ở nhà nuôi con vất vả cực khổ nhưng vẫn mòn mỏi chờ chồng vì nghĩ rằng anh đi làm xa. Thế nhưng sau khi một vài người thân kháo nhau rằng chồng mình cưới vợ và sinh con bên ngoài, cô gần như suy sụp. Cô đến Thành Đô tìm Mỗ Lâm và chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi anh giờ đây đã có một gia đình mới. Căn nhà khang trang cùng chiếc xế hộp đẳng cấp nhưng vợ và con đáng nhẽ được hưởng thì không phải là mình. Tử Lan đau lòng trở về Thường Lạc, liên tục đệ đơn yêu cầu ly hôn. Cô bắt chồng phải nộp 300.000 tệ, tiền phí hỗ trợ nuôi con và chia tài sản chung của vợ chồng cùng nửa giải thưởng xổ số. Ngày 8 tháng 6, Tòa án huyện Bồng Khê tuyên án Nghiêm Mỗ Lâm 1 năm tù vì tội trùng hôn. Đối với đơn kiện, sau nhiều lần xử, đến năm nay, tòa cho phép hai người ly hôn. Họ quyết định ngôi nhà và hai chiếc xe thuộc về Khổng Tử Lan cùng khoản tiền 700.000 tệ, khoảng 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nghiêm Mỗ Lâm liên tục chống đối thi hành án bởi cho rằng phán quyết này không công bằng và không thèm thực hiện bản án. Tháng 9 vừa qua, anh ta bị kết án 22 tháng tù vì từ chối thực hiện phán quyết sau khi có hiệu lực của tòa. Quả là cái kết hà hê cho gã chồng tệ bạc,
chẳng cần biết trúng số từ đâu do ai. Nhưng nếu có tiền thì điều một người chồng nên làm là đem về cho vợ con mình, chứ không phải là ẵm hết đi rồi một mình hưởng thụ như thế. Không chia sẻ cùng vợ con khi giàu có đã là một cái tội, nhưng phản bội vợ thì tội càng không thể chấp nhận. Xấu điên đảo, dọa chồng chạy khỏi phòng tân hôn, nữ nhân này vẫn sống hạnh phúc viên mãn. Theo tìm hiểu, Nguyễn Thị Nữ, người thời Đông Tấn, là con gái của Nguyễn Đức Uy. Tên gọi Nguyễn Thị Nữ, ý chỉ nữ nhi nhà Nguyễn, hiện không rõ tên thật của nàng là gì. Nguyễn Thị Nữ nổi tiếng xấu xí, xấu đến mức nằm trong bảng xếp hạng ngũ đại xấu nữ của Trung Quốc. Một bảng xếp hạng không vẻ vang gì, thế nhưng trời không tuyệt đường người. Nguyễn Thị Nữ xấu nhưng thông tuệ hơn người, khiến thức rộng rãi phi phàm, tính tình hiền lương, dịu dàng, chu đáo. Nhiều người vì hâm mộ sự thông minh của Nguyễn Thị Nữ, một số người đã biện giải cho nàng, nói rằng Nguyễn Thị Nữ không xấu, chỉ là kém xinh so với tiêu chuẩn thời đại. Thế nhưng, nhiều ghi chép cho thấy nàng không chỉ kém xinh mà thực sự xấu, xấu đến mức dọa người. Ghi chép cho hay, Nguyễn Thị Nữ được gả cho Hứa Duẫn. Trước khi cưới, hai người không hề được gặp gỡ, hẹn hò. Đến đêm tân hôn, vào thời khắc động phòng hoa chúc, Hứa Duẫn phát hiện ra vợ mới cưới thô thiển, xấu xí, dù đã tô son điểm phấn cũng không che được sự xấu xí này, ngược lại còn khiến người ta thêm phần sợ hãi, buồn nôn. Không thể chịu nổi, Hứa Duẫn bỏ chạy khỏi phòng hoa chức, từ đó không bao giờ chịu bước chân vào nữa. Một lần, Hằng Phạm là bạn của Hứa Duẫn đến thăm, nói với chàng rằng, nhà họ Nguyễn gả con gái cho anh là có lý do, anh thử hỏi xem. Hứa Duẫn nghe lời Hằng Phạm, cuối cùng đã chịu vào phòng. Một lần nữa, bước vào phòng nhìn dung mạo vợ, Hứa Duẫn lại bị dọa chạy ra. Lần này, Hứa Duẫn bị Nguyễn Thị Nữ giữ lại. Thấy thế, Hứa Duẫn liền gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói, nữ có tứ đức, nàng có mấy đức. Nguyễn Thị Nữ không thẹn mà thoải mái trả lời, thiếp chỉ thiếu một đức dung, nhưng tương tử trăm hành đức, chàng được bao nhiêu? Hứa Duẫn đáp, ta trăm đức đều có đủ. Nguyễn Thị Nữ nghe vậy bèn mỉm cười, nhỏ nhẹ nói rằng, trăm hành chữ đức đứng đầu, chàng ham mê sắc đẹp mà khinh tài, vậy không phải đức. Hứa Duẫn nghe được hổ thẹn, nhìn vợ với con mắt khác xưa. Từ đó chàng cũng yêu thương, quý trọng vợ, hai vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc, tình cảm hài hòa, viên mãn. Yeah.